Chàng trai này không may mắn, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh thì làm nghề vác thịt heo để kiếm tiền lo cho gia đình. Không may mắn, anh bị một tai nạn thật thương tâm, phải nằm một chỗ. Còn người vợ thấy vậy cũng bỏ theo nhân tình mới luôn, để lại một bà mẹ già đi đứng không vững, 88 tuổi, phải lo cho đứa con trai mình. Ngày ngày bà phải lợm cộm đi nấu những món ăn để cho đứa con trai mình rót dạ. Dạ, để biết thêm hoàn cảnh của anh trai này là như thế nào thì mời quý khán giả theo dõi đoạn video ạ. Mẹ sống nhà ngang chứ mẹ chưa biết mẹ sống nhà ngang nữa con. Láng con chết rồi con khổ lắm. Được Tiền Giang, Thanh Trúc chuyên ngôn thì bữa nay cũng lại quay cái hoàn cảnh bà lão 88 tuổi mà phải nấu cơm và đút cháo lo cho một cái người con. Đây coi nào. Con chào ngoại nha. Ngoại làm gì ngoại? Ngoại đút cháo cho con ngoại. Ừ. Con có cái ông chú Thọ đó, ông chia sẻ cái hoàn cảnh của ngoại nè. Ừ. Rồi cái người đó là con ngoại hả? Con của ngoại. Rồi sao ngoại, sao không ai phụ ngoại sao? Giờ có ai đâu, có ngoại ngồi xuống đi ngoại. Ngoại làm cái gì? Ngoại đút cháo, nấu cháo làm cái gì? Cháo đút cho anh. Ngoại đút cho anh đi. Rồi con với Ngôn nè, quay chia sẻ ăn độ nha ngoại. Cái gì? Anh trai, anh nói đợi chuyện, anh tên gì? Lê Văn Đảnh. Ủa, anh nói được chuyện được mà. Khi nó quên. Anh tự ăn được không? Đâu hút được đâu. Nằm nhiều quá vậy đâu không hút ăn không được. Anh chú Thọ chỉ con cái hoàn cảnh nè. Là nói là con trai của ngoại là đi đứng không được, là vợ ảnh ở ngoại. Ngoại ngồi xuống cho con trò chuyện tí xíu, ngồi xuống ngoại, ngồi xuống nó đi ngoại. Ừ, chèn là ngoại đút cháo cho con trai ngoại đó hả? Ngoại đút, còn ngoại còn đút không? Ngoại đút đi cho con quay chia sẻ nha. Chèn ơi, ngoại năm nay bao nhiêu tuổi ngoại? Ngoại 88. Dạ anh đâu ngoại? Dạ bỏ đi rồi. Bỏ đi hả? Bỏ đi là bỏ đi đâu ngoại? Bây giờ nó tình nhân gì nó bỏ. Bỏ này tình nhân. Con giấy con thấy để kế bên tay ngoại kìa. Kế bên ngoại. Trời ơi, kìa giấy kìa. Rồi thí dụ ngoại, rồi là tắm rửa lau mặt rồi là ai ngoại? Ngoại luôn. Rồi vệ sinh là có cái bọc là ngoại đi thay luôn hả? Rồi có ngoại phòng con không? Sao không kêu phụ ngoại đi mà sao? Giả tỷ như nó rảnh cho nó chạy tới nó cũng phụ chút tỉnh này thôi, chứ nó có nhà riêng tư ráo rồi nó cũng hơn quá chứ. Cái còn là toàn bộ là ngoại làm không ha? Dạ, đúng rồi, nhà ngoại luôn cho nó, bây giờ cô này nó dụ anh em nó luôn vậy chứ, nó cũng phụ gì nữa. Chàng ơi ngoại, anh suy nghĩ cái người con của ngoại nè, ngoại có thấy là nhiều khi ngoại nhìn con của ngoại tuổi thân của ngoại như thế nào ngoại? Tuổi sao ngoại? Yeah. Ngoại có suy nghĩ là tuổi ngoại đã cao, nếu mà ngoại mất rồi không có ai lo cho anh được không? Đúng rồi. Ngoại suy nghĩ sao? Giá là ngoại cái tuổi này thì ngày nay sống ngày nay, cái kia chưa biết sống ngày mai. Mà giờ giái cho khỏe khỏe là nuôi đứa con nó bò nó đi đứng rồi được chút đỉnh rồi mình đi cũng được. Dạ ngoại ơi, thôi giờ ngoại cho con gắn cái thiết bị âm thanh đó, con với Ngô để trò chuyện một tí xíu nha ngoại, rồi hỏi về cái hoàn cảnh của con trai ngoại với ngoại nha ngoại. Dạ. Ngôn xin gửi lời chào quý diễn giả. Ngày hôm nay thì Ngôn đang có mặt tại Tiền Giang, thì tại ngôi nhà của anh Đảnh. Anh Đảnh thì vừa qua có xảy ra một cái biến cố, cho nên là hiện tại bây giờ là chỉ có thể là nằm một chỗ thôi, không di chuyển được. Và có rất là nhiều câu chuyện ở đằng sau. Thì để tìm hiểu về câu chuyện này là như thế nào, thì ngay bây giờ Ngôn xin quý diễn giả, xin mời quý diễn giả cùng trò chuyện với anh Đảnh nha. Dạ em xin chào anh Đảnh nha. À, anh Đảnh cho em hỏi thăm nè, ngày trước á là anh Đảnh có nói với mấy anh em á là anh Đảnh do là mần heo á hay là làm công việc trong lò mổ á thì mới xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay nè. Anh Đảnh có thể kể là cái câu chuyện đó cho em cùng với khán giả được biết không anh Đảnh? Đúng ra thì mình nghèo mà bây giờ đi làm mướn, đi làm lò heo cho người ta. Yeah. Người ta thì biết nghề, ví dụ như giờ ta cái tiền nó cao hơn, còn mình không biết nghề thì thôi mình vác nó nặng hơn, mà tiền nó ít hơn, đó mà chỉ vác thôi chứ biết vác thôi chứ còn không có biết làm những cái chuyện mà không biết làm. Nhưng mà anh Đảnh cho hỏi thăm nè, vì sao anh Đảnh nói là cái cớ sự ngày hôm nay nè lại liên quan tới cái nghề làm heo đó? Không có, nhưng mà khu đất nè. Tôi rất là cảm ơn những chủ lò đậu ngoài, những anh em mà kia rất là thương tôi. Tối khi đi làm mình gì có tiền này nọ. Anh Đảnh cho hỏi thăm nè, cái khi mà làm trong cái lò heo như vậy đó mà em nghe anh Đảnh kể là anh Đảnh thấy sợ lắm hả anh Đảnh? Nhìn sợ lắm hả? Đúng ra thì mới vô thì cái gì mới mình thấy máu rồi, ăn máu gà mình thấy nó cũng thấy sợ rồi. Từ từ lần cũng quen nó. Thấy người ta làm. Là anh Đảnh làm bao nhiêu lâu thì nó xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay? Thì làm gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rồi là lúc còn làm mà nó xảy ra cớ sự này luôn. Hả? Lúc đó còn làm lò heo không mà nó xảy ra cái cớ sự này? Là còn khi đi làm về thì mới chở con đi ăn thì nó mới bị là bữa đó sao anh Đảnh kể em nghe bữa đó thôi. Là khi đi làm về ban đêm mấy giờ anh Đảnh? Làm từ 12 giờ tới 3 giờ. 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng. Sáng về. Rồi lúc đó rồi con anh ở đâu mà anh chở? Rồi sáng về thì ngủ giấc. Tới sáng là tới sáng ở dưới ngoại với gò công nhé. Rồi nó mới điện nó cha xuống chở con đi ăn. Đó rồi đây cũng tắm rửa, cũng có trồng ba cái đầu bắp với cũng hái rồi cũng bỏ máng rồi mới đi. Thành ra là kiểu như là mình ngủ không được nhiều. Đó là cũng chán dáng này xuống ham mấy cha con ăn xong. Đứa lớn thì nó đi học, còn đứa nhỏ thì đưa nó về. Rồi mới đi ngược gì đây thì mới xảy ra tai nạn. Nhưng mà anh Đảnh cho hỏi thăm nè, khi mà anh Đảnh á, là do là nghèo quá mới đưa đẩy vào cái công việc như vậy á. Thật sự trong lòng anh Đảnh á, nếu mà có công việc khác chọn á, ngay lúc đó thì anh Đảnh có chọn qua công việc khác, không chọn công việc này không? Không anh, là tôi rất là làm công việc này thì giá theo rồi cũng không nặng, anh em rất là vui. Khi tối ra rồi mình ráp làm chỉ có 2 tiếng mấy đồng hồ là nghỉ rồi ăn uống rồi thấy thoải mái lắm, anh em là vui vẻ lắm. Tôi không nghĩ là công việc khác không bằng công việc này nữa. Nhưng mà anh Đảnh cho em hỏi thăm nè, nhưng mà làm nếu như mà có một công việc khác bằng giá lương với cái công việc của anh Đảnh làm là làm là trong lò đó. Anh Đảnh chọn cái nào? Tôi cũng chọn ngày này, tại vì làm có mấy tiếng đồng hồ rồi bây giờ như vậy. Mà tôi đâu có sát sanh đâu. Tôi để em đổi câu hỏi nha. Anh Đảnh cho em hỏi thăm nè, khi mà mình vào cái lò như vậy đó, nhìn cái cảnh giống như là anh Đảnh nói là nhìn rất là tội nghiệp á, rồi lúc đó trong lòng anh Đảnh cảm thấy như thế nào? ngoài lò, đúng ra thì bây giờ công nghệ ra làm máy móc không, sạch sẽ, rất là sạch sẽ, chứ không phải là mình ra lò. Nhưng mà khi nó nhìn cái con heo nó tội nghiệp không anh? Có câu đó anh, tôi có cái câu ở dưới là ta làm gì ta làm, tôi không có xuống dưới, tôi chỉ ở trên đây thôi. Rồi mà anh cũng phải chắc cũng phải đi dạo vòng vòng chứ? Không có, là khi mà làm rồi thì không nào nó nhào vô làm. Câu tôi là giác đêm khoảng chừng 40 chục heo. Sao anh không dám? Không. Sợ cái gì? Nhiều khi ở đây mà cô gà ông dịch mà muốn mần đây cũng phải kiếm người phụ giúp. Anh sợ mần heo ha? Sợ. Nó bự quá ha, anh Đảnh ha. Không thì cái lò họ mần nó đâu. Em nói anh mà có câu là câu đó là nhiều tiền hay gì anh Đảnh? Câu đó là nhiều tiền hơn á sao? Câu câu mần á. Cái câu đó là nó làm quen rồi. Ta biết làm mới được, mà không mình làm mà không biết nhậu vô mình làm bậy bạ ta chửi mình nó không được. Rồi người bây giờ như vậy nè, thì nói chung á là cũng vì là hoàn cảnh đẩy đưa thôi, cho nên mình mới vào cái nghề đó, mình mới chọn với con nghề đó. Nhưng mà bây giờ á, thì cái cớ sự như ngày hôm nay nè, thì có khi nào anh Đảnh trách ông trời không? Không. Sao tự nhiên cho con nằm yên gì không? Bây giờ cũng thầm ấy, nhưng mà thôi biết sao, tại cái số phần mình vậy kia đâu, nên đâu phải nhiều khi đâu phải ông trời đâu, ông trời đúng không? Coi như là số mình vậy mà cái đổ thừa ông trời, đổ thừa cái này nọ. Nhưng mà khi anh Đảnh nằm như vậy nè, cũng như là anh Đảnh biết được á, là do mình làm những cái công việc như vậy đó, là nó không giống như là nó không có tốt á, không nó giống như nó không có cái làm những công việc như vậy á, là giống như là nó không có cái từ bi trong nó đó. Thì nói chung là cái cớ sự nó cũng đã ra rồi, thì bây giờ như ngày hôm nay nè, anh Đảnh có chuyên tâm niệm Phật đồ này nọ kia không? Và cũng bệnh giờ mình té rồi ta xảy ra này nè. Tối ngủ cũng không được rồi, mà mấy bà chị mà cũng nói mình niệm Phật tại đó. Má dạy là Nam Mô A Di Đà Phật, mẹ sinh mẹ độ, rồi mẹ Phật Quan Âm Bồ Tát. Hỏi con ráng giúp về cho con mau đi đứng đồ nghĩa phán, rồi nuôi cha mẹ già rồi, cha mẹ cũng mất đủ rồi, nó môi phân ra ai gì là Phật, nó môi với là Phật hết. Chứ mấy lần lúc mà tối mình ngủ không được nó môi ai gì là Phật suốt là ngủ được chút xíu ngủ à. Em tin rằng nếu mà bây giờ ông trời cho anh cơ hội, cho anh đi lại được nè, có sức khỏe lại được nè, rồi anh có tiếp tục? Chắc là không được anh ơi. Sao vậy? Tại vì cổ cái đó nặng nề quá, làm sao làm cháu bị nữa là lỡ mà đeo, không dám làm nữa ha, đều lên mà lỡ một lần nữa là kể như là rồi đó. Không dám mà làm nặng lên, làm nặng lỡ mà cổ mà nó ấy một lần nữa là kể như dám ha. Em cũng khuyên anh thôi, bây giờ em nghĩ rằng á, nếu mà như vậy nè, anh có thể là thời gian chỉ cần thời gian khoảng vài tháng thôi, 5-6 tháng thì thôi, với cái sự kiên trì mà của anh á, em thấy anh tập luyện rồi nè, thì chắc em đội cũng sẽ mau phục hồi lại. Nhưng mà nhớ nha, đừng có là làm lại cái công việc đó nữa nha, tại vì nặng với phần mình chọn cái công việc gì cho nó hướng giống như là hướng tới những cái ấy, tại vì anh đã có cái tiền như vậy rồi, đúng rồi. Yeah. Cho nó hướng tới những cái gì mà nó thiện tâm ngồi luôn chứ bộ con nói mình. Trời ơi, gì là một tạ cái khi mệt rồi để mình ước gì. Dạ nghèo. Dạ thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi á, là anh Đảnh có kể cho quý vị khán giả mình biết được cái câu chuyện á, là vì cuộc sống quá nghèo, cho nên anh Đảnh đành phải chọn cái nghề làm ở trong cái lò mà heo á, thì cũng vì cuộc sống nghèo quá cho nên mới chọn thôi quý vị nhá. Và chỉ có 1 năm 2 năm thôi thì lại ra cái cớ sự như vậy. Thì nói chung á, anh Đảnh chỉ chọn cái khâu là nhẹ nhàng, giống như là cái khâu mà không có liên quan gì nhiều đến những con heo quý anh nhá. Thì cái khâu ngoài thôi chỉ là gánh thôi quý anh nhá. Nhưng mà còn xảy ra cái sự như vậy. Nhưng mà tương lai á, thì có thể là anh Đảnh sẽ phục hồi lại được. Nhưng mà nói chung á, cũng rất là cầu mong quý vị khán giả cũng như là quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước á, hỗ trợ giúp đỡ cho anh Đảnh trong cái thời gian khó khăn này, có được một chút kinh phí để thuốc thang chạy chữa. Chứ bây giờ thì chỉ còn một người mẹ già thôi, phải chăm lo cho anh Đảnh mỗi ngày, mà anh Đảnh hiện tại thì hoàn toàn chưa có đi đứng lại được. Thì rất là mong quý vị khán giả hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ cái video để cho anh Đảnh có thể đến được với quý mạnh thường quân gần xa và nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ để vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này. Dạ. Thưa quý khán giả, thì anh Đảnh cũng có nói nếu mà cho anh Đảnh một cơ hội thì anh Đảnh phục hồi lại được sức khỏe thì anh Đảnh sẽ chọn một công việc khác nha quý vị nhé, không hề chọn cái công việc này nữa. Thì Ngôn hy vọng rằng quý vị khán giả cũng hoan hỷ thương anh Đảnh, hỗ trợ giúp đỡ cho anh ạ. Dạ ngoại, con xin chào ngoại nha ngoại. Có một cái chú chia sẻ một cái hoàn cảnh, nói là ngoại năm nay phải nuôi một cái người con trai mà nghe nói là bị vợ bỏ, xong rồi anh này chạy xe rồi mới xảy ra sự việc là toàn thân không đi đứng gì được như người cây hả ngoại. Cái người này á ngoại là ngoại phụ cho anh là cái gì ngoại, kể cho con nghe được không ngoại? Kể cấp đầu tiên vì sao mà anh như vậy à? Kể tên nói cấp ngoại, kể cấp đầu sao mà vợ anh bỏ anh mà xảy ra sự việc như vậy? Vợ chồng cũng nói qua nói lại rồi buồn vui. Dạ. Rồi mới có cái chuyện xảy ra không có, rồi vợ bỏ đi. Bỏ đi đâu rồi? Điện bỏ đi đâu con? Đi đâu? Sao con nghe nói đi theo tình mới là có đúng không? Ngoài cởi gõ thì con. Giờ thì có rồi. Ừ, theo tình mới không? À, có gia đình, có chồng hay gì không? Cách đó là ngoại có biết là chị đó là con dâu của mình là bỏ con trai mình, cho nên con trai mình mới buồn là xảy ra cái trường hợp như vậy không ạ? Có biết không? Ở nhà biết không? Thôi giờ biết chứ giờ sao giờ? Cái cấp mà chị con dâu của ngoại á bỏ con trai ngoại là ngoại biết chưa? Biết rồi. Cái chuyện tình cảm con dâu là ngoại nói con dâu là bỏ theo nhân tình hay sao ạ? Sự việc nó có thiệt không ạ? Yeah. Ngoại rồi cho con hỏi á, ảnh bị như thế nào mà ảnh mới xảy ra cái trường hợp như vậy, ngoại cảnh cho con không ngoại? Thì không gì cũng giờ vợ bỏ đi thì con giờ làm sao mà ráng như mình đặng lo cho con. Yeah. 2 giờ kia đi ra ngoài lò heo dắt heo. Yeah. 2 giờ kia vậy đi tới 3 giờ mới về được vào 100 ngàn rồi đặng phụ lo nuôi con. Bây giờ lấy gì nuôi con? Rồi thức quá rồi nó xảy ra thì đi nó chóng mặt rồi lũi té. Lũi không ạ? Lũi té mà nặng dữ rồi, cho nên là mấy bây giờ là lũi té rồi là như là đi đứng bây giờ, hiện tại bây giờ đi đứng không được không ngoại? Không luôn. Ngoài ngồi đó có mỏi lưng không? Ngoài dựa vô cái ghế bố của anh đi. Bây giờ đi đứng không được, 2 cái giò không có cử động gì được hết. Rồi cái chuyện mà cơm nước là hiện tại giờ là ai lo cho ảnh ngoại? Thì ngoại của con bò xuống nấu. Trời ơi ngoại bò hả? Bò xuống nấu đút ăn. Cũng đi tới đi vô vậy đó, vịn là nấu được. Cũng còn nấu mà lo cho nó ăn. Dạ. Vậy thôi thì cái việc mà ảnh á thì không có đi đứng được. Ngoại năm nay là mày nói với con là 88 tuổi hả ngoại? Rồi cơm nước ảnh ai lo ngoại? Ngoại lo được không? Ngoại lo như thế nào ngoại? Lo thì ngoại cũng ráng bò cũng nấu cho nó ăn vậy đó. Ngoại bò, cơm, rồi Chứ cái giờ ai lo thì ngoại đút, ba là còn đút được. Lo cho nó ăn chạy ngon dở gì, có cháu lao rồi cho nó ăn. Chứ giờ cô này có vợ có chồng tự nhiên ở riêng hết rồi, đâu có ai không gì. Vì lý do gì mà con dâu bỏ theo tình mới, xong rồi cái con trai của ngoại là làm nghề dắt heo hả ngoại? Dắt heo. Xong rồi đi mần nặng nuôi con. Rồi đi 12 giờ khuya cái đi. Đi rồi tới 3 giờ khuya về. Anh trai ơi, thức quá thức rồi mới xảy ra. Anh trai, anh có thể nói chuyện được không anh trai? Anh tên gì? Tôi lúc quên anh. Và anh vì sao bỏ anh thay kể cho em nghe được không? Tên Lê Văn Đảnh. Dạ. Thì nó cũng có bị gọc gì đó thì nó bỏ. Tự nhiên bỏ thôi, mà tại sao anh buồn mà tới anh chạy xe mà không có? Thì cái này là tôi đi làm tôi nuôi con tôi mà luôn buồn ha. Rồi sáng tôi chở con tôi đi nước có nhỏ đi ăn, rồi xong tôi mới trả xong rồi tôi mới đi về. Về xong tôi lên chỗ đó nó chán ngán. Cái khu nghĩa địa đó anh chạy ngang khu nghĩa địa à? Cũng quảng lắm. Chỗ đó là bao nhiêu người ta chết chất. Rồi té đó luôn à? Tôi chạy rất chậm, nó chạy chậm lắm rồi tự nhiên này nó lủi rồi tôi té sao mà đến nỗi mà nó liệt luôn hai cái giò tôi luôn. Tiền ơi. Rồi là ở địa phương đó khi tôi tỉnh lại một chút là mọi người ta cởi nồi tôi ra rồi. Tôi cũng biết tôi chỉ mở mắt ra tôi dòm là ở đó người ta nói tôi chết rồi, ra là không có cấp cứu. Rồi rồi tin trộm xóm họ đưa đi dùng. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng sợ, thấy là chết tình tâm rồi mà không còn. Nói chung là từ hồi vợ bỏ theo nhân tình khác thì bị cái sự việc nó xảy ra thì tưởng đâu là anh không có còn nữa đúng không? Thì trong khi đó thì vợ anh biết không? Biết mình xảy ra cái sự việc như vậy không? Biết anh đó không? Nó ở xa nó. Sau này có biết không? Biết nhưng mà có điện hỏi thăm anh không? Không thăm, không viếng, không gì hết. Chàng ơi, không bỏ luôn mà không có thăm viếng gì hết. Sao hồi đó ở đây cô bác người ta đều xác nhận, người ai cũng hỏi vợ nó có gì thăm nó, giờ nó không thăm thôi chứ giờ biết làm sao. Nó có nhân tình khác là nó không còn thương yêu gì, nó đã nó bỏ nó đi rồi. Ngoại vậy là ngoại cũng là biết là con dâu của mình. Dạ biết chứ, ở gia đình nhận tình mới không ạ? Theo mà con dâu của ngoại nếu như mà không bỏ con của ngoại thì con của ngoại có thể nằm như vậy không? Theo cái này thì vợ nó cũng đi lâu rồi, nó đi làm. Cái câu hỏi mà vợ anh không bỏ anh thì chắc có xảy ra sự việc như vậy không? Thì chắc cũng phải có. Tại vì mình đi làm mà nó rủi ro. Chắc anh buồn, anh buồn kìa. Thì buồn cũng buồn đủ thứ hết. Ngoài hoàn cảnh ai cũng vậy. Con là nuôi con mà vợ bỏ đi thì cũng buồn chứ là hoàn cảnh ai cũng vậy hết cháu. Anh có thường ảnh có tâm sự á, là nói là vợ con bỏ theo tình mới được không? Anh có tâm sự mà. Ngoài biết hay gì? Biết chứ nó sớm chồng ta nói hả? Sớm chồng ta nói thì mình biết. Con trai của ngoại là tên gì? Tên Đảnh, Lê Văn Đảnh. Anh Đảnh. Anh Đảnh ơi. Anh Đảnh trước khi còn vợ đó, anh với vợ anh có xảy ra cái sự việc gì không mà là người vợ bỏ theo tình mới à? Lúc vợ chồng thì cũng sống thường mà có cái trồng trọt làm ăn khó khăn này, đâm ra bực bội rồi vậy thôi. Rồi cũng hai bên cỡ nữ vậy rồi đi thì nó có chồng. thôi. Mà trong kia trước cái đó đó thì anh có phát hiện là vợ anh là có tú tí sò te với người tình khác chưa? Là tôi không thấy, nhưng mà anh có nghe không? Hả? Có, ở chồng số người ta nói người ta đó thôi. Người ta nói sao anh kể cho em nghe coi anh. Người ta nói vậy vậy đó, nhưng mà sao anh biết được là vợ anh là sau này anh thì cái chuyện đó sao sao thì hả bà sao đi rồi bà con đó hả? Bây giờ cháu nói gì nói vậy nè, bà nói vậy nè, một khi nó có người tình rồi nó lật lạc với người chồng. Bệnh một thời gian đi lên Tiền Giang nằm, đi lên thành phố nằm 20 ngày nó cũng không thăm viếng luôn. Ôi ôi, phải không anh? Đấy nè, hỏi cô bác, hỏi cô bác ở đây. Cái câu chuyện nó mới chia tay. Thì nó mới trải ra cái chia tay với nhau. Nó đâu có thăm viếng gì. Hay mà con dâu với ngoại sớm nữa. Cô chú anh chị người ta thấy là có. Con dâu á, không phải mà nó thôi rồi mà ngoại nói xấu con dâu. Mà ngoại ở ngoài hả? Bên xuôi. Rồi ngoại ở đây á, quay lên cái clip á là bên xuôi ngoại sẽ xem được, con dâu ngoại sẽ xem được. Rồi có ngoại nói ngoại chuyện á, cái nào có ngoại nói nha. Không bao giờ nói thiệt. Dạ, ngoại chuyện bài ngoại thì sao? Mình nói thêm mình mang tội. Dạ. Rồi, thì nó sẽ sự việc như vậy nó bỏ bên sơ bên xuôi của ngoại là nói ngoại vậy đó hả? Không thỉnh thảo gì hết. Kỳ á. Là vợ chồng Nguyễn, vợ chồng nó đây là ở dưới nghe rồi cái lên chở đồ chở đạc gì bắt con lại. Kỳ. Không cho ở. Từ thằng này không cho tới luôn. Anh trai vậy là sống chung với một cái người vợ thì lần đầu tiên anh đã xảy ra bệnh, nhưng mà vợ anh thì không nuôi luôn hả anh? Không có nuôi. Ở đây cô bác ở đây người ta đều biết. Anh đây là không nuôi luôn hả? Không anh. Chàng nói rồi lẽ vợ chồng cũng phải nói chung là cũng phải chung sống với nhau. Tôi không muốn nói xấu vợ tôi, biết nhiều là tôi nói nhiều. Bây giờ tôi nó không nuôi tôi. Dạ. Đó. Không thằng gì cũng phải đây này, cũng phải có lý do. Nhà có con cái hai đứa đây thì ở trển này nó cũng bẩn chật rồi, hai đứa đây nữa thôi dần vô quá. Bây giờ nó không nuôi con thì người ta hỏi sơ khởi vậy thôi. Đã con nằm nhà thương một tháng trời rồi mà nó không tới nó thăm con là nó tiện, nó tạo cái điều kiện nó nói tốt. Mà con nghe lời cái gì mà... con đừng bà mà nó không nuôi mình, chồng bệnh mà cả tháng trời nó không đi thăm, không mấy thăm không viếng. Cô bác người ta khuya ta đi tập thể dục người ta đều nguyền rủa. Thì con nói má cái gì lên clip này má phải nói đúng mà. Thì nó về nó nói với con ha, giờ con này con ở nhà, con này con kia, nếu mình thương chồng á, có hai đứa con có gì đâu thì mình gửi mình đi mình thăm chồng mình lát mình về. Mẹ nói ngoại nói gì ngoại. Đó má nói gì rồi sơ khởi thôi chứ không có phải mà để dòng vô chuyện gia đình. Thì bà ngoại nói vậy đó, chính xác vậy. Cô bác ở đây người ta đều biết hết chứ không phải mà nói xấu con dâu hay là cái gì. Tại vì nó có tình nhân rồi nó không có còn thương chồng nó, thành ra nó má chồng nó bệnh đó. Nói không phải nói chứ bà không có nuôi nổi, mướn người ta nuôi đó, mướn thằng cháu nó ở nó nuôi đó chứ cũng không, gia đình cũng không có ai nuôi nữa. Vợ không có lên thăm, đợt này té nông nổi vậy chẳng có lên thăm một chút nào. Có gọi điện không? Có gọi hỏi bà chị Đảnh giờ sao vậy rồi thôi đó. Nó ở đâu thành phố mà nó cũng có lại nó thăm nữa. Dạng thành phố rồi. Có biết đâu, nó làm gì cả bà không biết. Theo ngoại cô con dâu này nè, cái cách mà về làm dâu ngoại đó thì ngoại nhìn cái tính cách có dâu ngoan không ngoại? Không ngoan. Bà với nó không mẹ con không rầy mà không thân bằng. Bà ở riêng, bà các cái quán bà bán riêng, bà sống với bà không có ở chung với nó được chịu nổi. Nói vậy đó, ở đây cô bác đã đều biết hết chứ không phải mà bà nói thiệt. Có nó thương ngoại không? Có thương không gì trong lòng nó mình đâu biết được. Mà bây giờ từ nhà bà nói thiệt, bà cưới con dâu về tới mà nó thôi nhau, chưa bao giờ mà nó giặt giùm bà được một cái khăn hay một cái áo túi chưa có nữa, hay là nấu cho bữa cơm ăn cũng chưa có nữa. Bà tự động bà ở riêng bà nấu ạ. Và chắc có lẽ là cái sự việc mà con trai của ngoại nè, nếu mà con dâu ngoại không bỏ, chắc là không có tới dẫn tới cái trường hợp như vậy đâu. Tại vì anh buồn thì đi làm quá sức á, thì hoàn cảnh mà có. Dạ, đúng rồi. Ai có hoàn cảnh vậy nó biết buồn có bổn phận. Anh trai ơi, anh trai nó hơi mệt nha quý vị. Anh theo á, vợ anh á, cái cách còn chung sống với anh á là có thường lo cho anh và ngọt ngào với anh không? Có thương anh không á? Mình mới cưới thì nó khác, rồi sau này nó ngọt lại nó khác anh. Anh nếu mà biết vợ anh là cái người theo tình mới á, thì anh phải biết cái cử chỉ chứ. Ví dụ cái chuyện vợ chồng ăn đêm á, thì chị ta sẽ không muốn gần anh cái này nọ, rồi cái sự việc đó anh cũng phải thừa hiểu mà. Thì có mới xảy ra vợ chồng mới xảy nhau đó. Vợ chồng chặt giữa đi cũng nghèo nè, với chồng chặt chồng dưa hấu, cũng lang thang tùm lum đó. Anh phát hiện là vợ anh là không còn tình cảm với anh nữa là khi nào anh? Tôi không biết, tại vì vợ thì ở nhà tôi trồng dưa. Nhưng mà những người ở xóm thì biết là vợ anh là đúng, có tú tí với từng người tình khác. Đúng. Rồi ai ngang không dám lại tới nhà chồng. Người vợ như vậy anh suy nghĩ như thế nào? Okay. Thì thôi vợ chồng dễ lợt lạc rồi tự động đi chứ có gì đâu. Đi anh chứ đâu có không ai tới nhà. Mà nhưng mà anh biết là ở đâu một chỗ khác thôi. Bà con người ta nói là vợ anh có người khác hả? Đúng rồi. Có. Họ đi tập thể dục dắt kia đó. Họ nói tội nghiệp Đảnh, nó bệnh mà nó nằm nhà thương, mà con vợ nó tối ngày đi ca đi hát không có đi thăm thằng Đảnh. Bà nằm cái quán bà nghe ráo chứ thôi bà không dám nói nữa. Bây giờ nói rồi nó mắng mất công. Con dâu cự ngoại sao? Sao kỳ vậy? Tại vậy đó. Thì nó mới phá trứng rồi nó đi. Thì nghe bà nói vậy con biết rồi. Vậy anh có thường anh có lớn tiếng với chị không? Cho nên chị mới buồn á anh trai. Đúng rồi. Cũng đâu có lớn tiếng đâu. Dạ. Tôi ít nói lắm thì nói ha. Rồi ở đây sẵn ở đây nè anh, anh có lời nào gửi đến cái cô vợ của anh không? Anh gửi lại trong cái video này nè, vợ anh sẽ xem được á, với bên vợ anh không thôi. Thì lý do là sao anh? Không có đâu, không nói đâu, đừng lại mất công. Rất lâu rồi. Là tại vì lý do là sao? Tại vì vợ là theo tình mới rồi, anh cũng không có muốn nói gì thêm luôn à? Đúng rồi, không. Ly dị rồi mợ. Rồi luôn rồi. Nó đi ra có mấy ngày chúng nó giết đời, nó kêu này ly dị liền này, không ký rồi trong tòa án tự họ làm. Ừ. Thì tại vì cái chuyện này á là nó sẽ cái đâu nó cũng rõ ràng hết trơn rồi. Ừ. Thì ngoại chỉ chia sẻ lại cái đoạn của người vợ thôi. Thì mấy anh em chia sẻ ở đây là thứ nhất là cái câu chuyện của ngoại cởi và với anh cởi, thì còn cái câu chuyện mà chưa biết bên nào đúng bên nào sai đó ngoại, thì con mong ngoại á chia sẻ cái đoạn video lên á cho nó chính xác, để thôi nói gì vậy á tội nghiệp bên kia và mình nói thì nó tội. Không, con không bao giờ nói kia, mà nói thiệt không nói kia. Thôi là vợ chồng nó thương thì nó sống nha, nó không thương thôi. Giờ già cả rồi, giờ mình coi nó không ấy, mình nói cũng không được. Dạ. Theo ngoại sáng là ngoại mỗi buổi sáng là ngoại làm gì ngoại kể cho con nghe cả. Mỗi sáng bà thì nhiều khi có cái quán ở Di Lộ, mướn đất có cái quán Di Lộ. Sáng là quậy cà phê bán, rồi bán nước ngọt rồi Phúc Đỉnh vậy đó, rồi sống qua ngày. Rồi già rồi mình đâu có mặn gì đâu. Cơm nước là ai lo cho anh? Thì hồi lúc là vợ chồng nó còn ở với nhau rồi nó lo nó ăn, nó ở riêng bên này. Còn vợ mà bỏ theo tình mới rồi đó ngoại. Thì từ ngày mà vợ nó đi tới giờ á, thì nó bệnh đau thì ngoại phải lo. Còn nó bình thường nó nấu nó ăn Bây giờ để mà anh đi đứng đâu được không ngoại? Giờ hả? Ừ. Không, đâu có cử động gì được đâu. Rồi, như là người cây rồi. Hai cái giò giờ như khúc cây. Ừ. Đó thì mấy cháu lại coi coi. Rồi ngoại sáng ngoại nấu cơm. Rồi cái ngoại đút cho anh. Ừ. Rồi xong rồi sáng giờ cho anh cháo chưa cho anh ngoại, xong rồi ngoại rửa mặt và vệ sinh cho anh luôn. Rồi nấu khi nó nóng quá rồi tắm nước lau mặt lau luôn. Đồ nóng nảy. Ta nói tình mẹ là cao cả nhất nha. Anh trai, anh thấy vợ mình bỏ mình nhưng mà thật sự là mẹ mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết trơn. Anh có suy nghĩ cái điều đó không? Đúng rồi. Anh thấy mẹ anh năm nay là 88 tuổi đúng không? Mà còn phải lo cho anh. Mẹ mà mẹ không đâu có nào bố. Mấy ngày nay bà khóc bà nói sao má giái mà sống mà con đi được là con tật nguyền gì con đi vô đi ra đây là con có con, còn để má chết rồi ai lo cho con. Ngoài còn sức á, ngoài lo cho con trai, nhưng mà ngoài bữa nên có khi nào hết sức ngoài không có lo được cho con trai rồi hay là cái người lo ngoài. Thì giờ nếu vậy bà ngoại có chết rồi thì anh em nó cũng không lẽ bỏ nó chết hả? Cũng phải lo cho nó. Ngoại chắc ta nói người mẹ tình mẹ là nó nhiều hơn, nó cha mẹ đâu bằng nữa, anh em đâu bằng cha mẹ đâu. Đúng rồi. Thì kệ giờ nếu mà bởi mấy ngày nay nằm than mới nói nó này má giái má khoan chưa hết. Má chống đặng má lo cho con, mẹ con đi chập chững được á, thì đặng con sắm rồi con kệ hú hút gì là con lo cho con. Chứ giờ má bây giờ con khổ lắm, chạy tiền chạy bạc cả 100-200 triệu rồi lo cho nó, chứ giờ ai chạy lo cho nó. Anh em từ một phần cái nhà nội ai nấy nấu, ai cũng nghèo rồi, ở riêng ở Tây Ráo rồi, đâu có ai ở chung đây. Nếu mà có một cái điều ước đó, ngoại ước cái điều gì cho ngoại và cho con ngoại? Ngoại ước là nó được kệ nó, dụ cái gì cái nó đi chập chững là nó đi tới đi lui thì nó sống được rồi, thì mất rồi, thấy trong mình yếu sức rồi, nhưng mà ước giái đặng để con mình nó mạnh được, để rồi mình chết ai lo cho nó. Vậy đó thôi. Ngoại ơi, ngoại thấy con trai của ngoại nè, con trai của ngoại năm bao nhiêu tuổi? 49 tuổi rồi. Còn ngoại là 88 tuổi. Chàng ơi, một cái người mẹ 88 tuổi hiện tại bây giờ còn phải lo thêm một quận nữa, lo cho cái người con. Thì vậy đó. Chỉ vì vợ bỏ thôi. Vợ nó không lo nó rồi bỏ nó hả? Đúng vậy đó. Ngoại bắt đầu mà theo mà con trai mình nó vợ bỏ mà theo tình mới gì đó, còn ngoại có buồn cho con trai ngoại không? Cũng buồn chứ cô. Buồn sao? Hoàn cảnh buồn với buồn con mình nó vô phần vô phước. Nó không gặp may mắn, con vợ lo cho nó để mình hoạn mà không ai lo qua vậy á. Cũng buồn lắm chứ, không lẽ ngồi đó la làng ra sớm gì cũng phải ráng 1 triệu thôi. Ngoại chia sẻ cả nhà. Nhiều khi mà ngoại thấy mà con người ta đó ngoại đi đứng và đi chơi đi uống cà phê, còn ngoại nhìn lại con của mình hiện tại là không đi đứng được, nên là khúc cây phải không ngoại? Đau lòng như thế nào ngoại? Đau lòng lắm. Ước gì cầu nguyện gian giái cho con mình nó được mạnh, kệ nó. Dù nó có yếu đuối giờ cảm kệ nó đi ra đi vô nó được, nó sống được là tốt rồi. Anh trai ơi, anh trai, anh đã tin gì? Anh thấy cái người mẹ của anh như thế nào trong lòng của anh hiện tại bây giờ? Mẹ nghe mình bé cố gắng cũng tập luyện rồi anh, cho đồ cản đồ đi đứng này mà lo mẹ mình chứ trời. Anh thấy là mẹ anh là đi gần vợ anh bỏ anh chứ khóc mẹ anh không bao giờ bỏ anh. Thì mẹ nói vậy cái nó nói mẹ má đừng nói vậy, để con hết con lo cho má chứ má nói chết sao. Má cũng lo rồi. Mà sao mà cái lúc nó đi mà sao ngoại không cản con dâu lại đánh cho ở đây phụ tiếp lo với ngoại? Nó đâu thèm nói tới mình, tự động nó chuẩn bị nó đi mà nó đâu có nói nó được. Rồi có hai người cháu của ngoại nữa hả? Rồi hai người cháu ở đâu? Nó dẫn cháu đi luôn. Dẫn cháu đi luôn à? Bây giờ hôm nay nè, thằng này bệnh nó ở với bà ngoại nó, đặng ngoại nó đưa về đi học rồi giùm. Con anh bự chưa anh? Đứa lớn học lớp mấy, còn một đứa nhỏ lớp 10, lớp 6 anh. Cũng bự rồi. Hôm nay thì giờ tuổi với bà ngoại á, bà ngoại nó đưa đón giùm đi học. Nó mất đi mần đâu có ai đâu lấy, rồi tiền bạc phải lo cho con. Yeah. Ngoại, ngoại ơi, con dâu của ngoại á mà bỏ con của ngoại gì đó, còn ngoại có lời nào gửi đến cho cháu nội của ngoại không và con dâu của ngoại không? Không, cháu nội thì thương thiệt. Và ngoại gửi đến cháu ngoại rồi cháu nội của ngoại gửi thì sao? Nó ngoại nhìn đây là cháu nội của ngoại xem được nó ngoại nói đi. Nó nói về nó cũng thương lắm, thương cháu lắm. Nó về rồi ít nhiều gì nó về cũng cho tiền, thương lắm. Nó về nghe nó về thì cũng mừng cũng ấy đó, chứ không có con cháu không có ghét. Tại vì cháu của mình mà, con mẹ nó làm sao cái cháu của mình cũng vẫn thương. Nói ngay nó cũng thương bà chứ nó không nói nữa. Về về thì cũng nội rồi mừng rỡ lắm, chứ không có thể mà như người ta cũng được lắm. Bà đâu có mít lòng với cháu nữa nào đâu, có nhiều cho ít, có ít có nhiều cho nhiều cho tiền. Anh trai anh thấy mà mẹ anh đó mỗi ngày mà sáng đó, phải nấu cơm và đút cơm cho anh ăn. Anh có khi anh thấy anh tủi thân không? Anh thương mẹ anh không? Nói anh là nhiều khi tôi nhìn lén lén rớt nước mắt, nhưng mà tôi không nhìn lén rớt nước mắt. Sao anh kể cho em nghe coi? Nói nên lời anh kể cho em nghe coi. Thì hồi tôi khỏe tôi chưa có bị mà tai nạn, tôi bị có nhiều gì á rất công chuyện đó tôi là nó cơm nước giặt giũ này nọ là nói tôi bình thường, làm được hết. Có cái bị tai lỡ, bị tai nạn gì rồi đâu có động đậy gì đâu đâu. Nó không có ai, nó cũng lo cho ngoại. Anh thấy mà mẹ anh nè đút cơm anh hồi còn nhỏ, bây giờ năm nay anh 49 tuổi, mẹ anh 88 tuổi còn phải đút cơm cho anh nữa, là anh thấy là đút cơm 2 lần rồi. Bởi tôi nói là tôi nói về tôi nói trong lương tâm thôi, không biết kiếp trước tôi có làm gì ác không mà cứ trở đến với tôi hoài. Tại vì mẹ cỡ này, mẹ tuổi già cỡ này rồi là tôi cỡ như tôi là đứng ra lo cho mẹ. Đúng rồi. Là ok luôn mà sao mình lỡ ông trời ông cho ông suối vô được cái chuyện mà tai nạn tại cái số mình nói như vậy rồi anh ơi. Thì tôi cũng nghĩ là tôi ngẫm nghĩ cũng có cái số rồi tôi chắc anh trước trước tôi chắc cũng làm gì mà tội lỗi. Anh bây giờ em chỉ phiên anh là anh gái niệm Phật đi cho nó giảm bớt nào. Biên nào tôi cũng niệm Phật hết ráo. Dạ. Nam mô với Phật rồi tôi giấy Phật Quan Âm rồi giấy Của Quyền Thất Tổ. Anh mẹ anh năm nay 80 mấy tuổi mà còn phải là nấu cơm và đút cháo cho anh. Ngoại nhiều khi ngoại đút cơm cho cháu cho con trai của ngoại cũng nghẹn ngào của ngoại. Trời ơi, mỗi lần lại cứ khóc, mỗi lần thấy vậy khóc, mỗi lần thấy ai áo rồi nó ốm vậy sợ nó không biết nó khỏi không khóc. Đi vậy là mày sợ là anh sẽ đi trước ngoại hay sao? Tay nó bệnh nặng cháu ơi, thì cũng cầu nguyện vậy thôi. Còn 7-8 kg hỏi thăm bác sĩ hoài, thì bác sĩ nói không có sao, tại vì cái vết thương nó hơi nặng thì từ từ nó bình phục. Thì bác sĩ nói vậy mình cũng mừng vậy thôi, chứ giờ có biết làm sao đâu. Mà ngoại là cái gánh nặng thấy con mình nó ốm yếu mà bữa nào mà nó ăn được mừng, còn nó ăn được cái hầu ngủ rất là bệnh luôn. Người ta nói là tình mẹ thương con như biển hồ lai láng, cái sự việc đó là đúng y gan ngoại luôn. Đúng vậy. Ngoại thường đó, ngoại cái cấp mà anh là còn nhỏ đó, ngoại có hát luôn những cái câu nào cho anh ngủ không? Thì con thầy nhỏ hát lu ngủ rồi chứ chuyện đó là phải có rồi. Bây giờ có khi nào ngoại hay ngoại ru cho anh ngủ không? À, nó lớn rồi. Vừa đó thấy họ ru thì hỏi. Ở đây đây anh nộm không? Anh nói chung mẹ thương mà. Đâu được á. Hiền ơi, ngoại, con trai của ngoại gì nè, nằm ở đây gì nè. Cái ngoại có suy nghĩ nhiều khi đó, nhiều khi là anh sẽ không hoạt động. Con trai của ngoại, ngoại có suy nghĩ nhiều đó chưa? Cái đó ngoại cũng dám, ngoại buồn lắm, ngoại cũng dám. Ngoại buồn, con nhìn con của ngoại nhiều khi như thế nào thương, thương lắm không ạ? Út rồi á, nó rầu quá. Cũng thằng sau cầu nguyện ơn trời thôi. Bây giờ cũng biết sao. Ngoài tuổi thân sao rồi? Thì thấy con mình nó bệnh hoạn vậy thương tuổi. Nó khổ rồi không ai đó cho nó. Anh trai ơi, theo mà bây giờ anh đi được á thì anh sẽ làm cái gì cho mẹ anh? Theo anh thấy tình trạng á. Nói gì? Bây giờ mẹ anh mà đi được là anh làm. Tôi ráng tập luyện thế nào tôi cũng phải mò tôi đi, tôi bò hả? Tôi nửa đêm tôi ngủ, nửa đêm tôi ráng tôi gồng gánh. Đi không được không ngoại? Rồi ngoại con thấy ngoại nói là ngoại bò, đi nấu cơm là ngoại bò không hả ngoại? Bò vịn đi chứ. Anh thấy mấy cái chân vịn nó giật con mình ha. Nó ngay trừ, nó đâu có cử động gì được. Rồi ngoại nấu cơm rồi ngoại phải bỏ đi. Thì nó vô già rồi, đi phải vịn lần chứ đâu có dám đi. Đi tự do rồi đuổi té làm sao. Rồi tiểu của ảnh rồi đó là ngoại cũng sẽ là một cái người đi đổ luôn hả? Chàng ơi, chỉ là ngoại làm hết tất cả rồi. Cũng lâu lâu nó tiểu vậy đó mình ấy. Cũng làm luôn. Cũng làm đúng. Nuôi thì phải lo chứ. Chị anh chị riêng tư hết rồi. Ví dụ giờ lâu lâu lại thăm vậy là ngoại. Cái điều kiện của ngoại là chị cho anh đó là mình theo là mình kêu mấy anh em con lại á, là nhờ mấy anh em con để cái điều gì ngoại? Giờ bây giờ trước tiên ngoại cảm ơn giờ nhờ tại trợ lại là giúp đỡ cho ngoại nhiều hoàn cảnh ngoại khó khăn. Giúp đỡ cho ngoại, đặng ngoại cảm ơn, đặng ngoại có cái số nội nuôi, số tiền ngoại nuôi con với ngoại trả nợ, chạy cho con mắc nợ gần 100 mấy rồi, gần 200 rồi. Vậy là ngoại thiếu mượn nợ cho con của ngoại là đi trị bệnh hả? Chứ nhà đâu có tiền. Bây giờ là phải trả nợ. Trả nợ. Nhà ngoại là 80 mấy tuổi rồi, sao ngoại trả nợ? Bây giờ tới đâu rồi tới cái hiện sao? Vậy là ngoại muốn nhờ mấy anh con, nhờ anh em giúp đỡ dùm bao nhiêu, còn được không được thì cũng tính tặng trả cho cô bác người ta chứ. Trời ơi, ngoại với anh nè, bữa nay con á với Ngôn lại đây. Đầu tiên là con cũng hỏi thăm anh trai, và thứ ba nữa thì con với Ngôn chúc cho ngoại á thật nhiều là sức khỏe để lo cho anh. Thì hai anh em con á có một cái phần duyên, tiền là tiền cá nhân của hai anh em con, gửi cho ngoại á 500.000 để ngoại phụ giúp cho ngoại để mua sữa hay là mua cái gì cần thiết cho anh nha ngoại. Dạ, tiền này là của hai anh em con á, của con với của Ngôn á. Dạ. Dạ hai anh em con. Ngoại có lời nào gửi đến cô chú anh chị mà để ngoại có cái ước mơ để giúp cho con ngoại không? Ngoại nhìn trước màn hình rồi. Có chứ, ngoại ước mơ cô bác chị em mà anh Quân có tiền giúp đỡ dùm cho ngoại, dặn ngoại lo cho con ngoại trả nợ trả với nó đó. Dạ. Vậy thì Thanh Trúc á, Quy Ngô cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video, và hai anh em hẹn cô chú anh chị một cái video tiếp ạ.